Xin chào các em, thầy xin giới thiệu, thầy tên là Tô Văn Quỳnh, giáo viên dạy môn vật lý của trường Trung học phổ thông Chí Linh. Rất vui được đồng hành với các em trong chương trình ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia 2020. Trong buổi học hôm nay, thầy sẽ đi ôn tập các em về sóng âm. Và nội dung bài học gồm có củng cố lý thuyết về sóng âm, chữa một số dạng bài tập về sóng âm. Trước tiên, ta sẽ đi ôn tập lý thuyết về sóng âm. Một lớn âm, nguồn âm. Một nhỏ âm hay còn gọi là sóng âm là những sóng cơ truyền ở trong các môi trường rắn, lỏng, khí. Nguồn âm thì nguồn âm ta hiểu là những cái vật mà có thể phát ra âm. Ví dụ như là đài, tivi, đàn, trống, chiêng, sáo nhị, vân vân. Tần số phát âm thì bằng tần số dao động của nguồn. 3. Âm nghe được, hạ âm, siêu âm. Âm nghe được hay gọi là âm thanh là âm có tần số từ 16 đến 20.000 Hz và gây ra cảm giác âm cho ta. Hạ âm là những âm có tần số nhỏ hơn 16 Hz, tai người không nghe được, tức là không gây cảm giác âm cho tai người chúng ta. Thế nhưng một số loài vật lại nghe là sóng hạ âm, ví dụ như con voi hay con chim bồ câu. Thế còn siêu âm là những cái âm mà có tần số lớn hơn 20.000 Hz, tai người chúng ta không nghe được, tức là nó không gây cảm giác âm cho tai người, nhưng một số loài vật có thể nghe được sóng siêu âm, ví dụ như là con chó, con cá heo hay con dơ. 4. Sự truyền âm, môi trường truyền âm thì sóng âm là truyền ở trong các môi trường rắn, lỏng, khí, nhưng không truyền ở trong trên không. Những cái vật liệu có tính đàn hồi kém như là bông, nhung, xốp thì sóng âm hầu như không truyền qua được và người ta dùng để làm vật liệu cách âm. Vì họ sử dụng ở trong các phòng hát, ở trong các hội trường dùng để cách âm. B. Tốc độ truyền âm thì tốc độ truyền âm ấy là chỉ phụ thuộc vào môi trường truyền âm và không phụ thuộc vào nguồn âm. Tức là trong cùng một môi trường với các nguồn âm khác nhau thì tốc độ truyền âm là như nhau. Và trong một môi trường thì tốc độ truyền âm là xác định và là hữu hạn. Tốc độ truyền âm lớn nhất trong chất rắn, xong đến chất lỏng và đến chất khí. Ví dụ trong kim loại thì tốc độ truyền âm nó khoảng trên 5.000 mét giây. Trong chất lỏng nó khoảng 1.500 mét giây. Và trong chất khí tùy theo nhiệt độ môi trường nó cỡ từ khoảng 330 mét giây đến khoảng 360 mét giây. Như vậy tốc độ truyền âm của môi trường nó phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường, tính đàn hồi của môi trường và khối lượng riêng của môi trường. Những đặc trưng vật lý của âm. Một nhỏ tần số âm thì tần số âm là một trong đặc trưng vật lý quan trọng nhất của âm. Hai là cường độ âm và mức cường độ âm. Cường độ âm là ký hiệu là I và được định nghĩa như sau là cường độ âm tại một điểm ấy là đại lượng đo bằng lượng năng lượng mà sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền âm trong một đơn vị thời gian. Và từ định nghĩa này ta sẽ rút ra được I bằng P chia cho S, trong đó P là công suất của nguồn, S là diện tích mà sóng âm nó truyền qua. Và từ đó ta rút ra được đơn vị của cường độ âm là watt trên mét vuông. B. Mức cường độ âm. Mức cường độ âm được ký hiệu bằng chữ L in. Và mức cường độ âm được định nghĩa như sau: L bằng log của I trên I0, trong đó I0 là cường độ âm chuẩn. Và nếu ta lấy tần số F bằng 1.000 Hz thì I0 nó bằng 10 mũ trừ 12 watt trên mét vuông. Còn I là cường độ âm tại điểm ta xét. Và đơn vị của mức cường độ âm là ben. Ngoài ra có đơn vị là decibel. Và một ben thì bằng 10 decibel. Ba nhỏ âm cơ bản và hòa âm. Khi một nguồn âm phát ra tần âm có tần số F gọi là âm cơ bản hay là hòa âm thứ nhất thì đồng thời nó sẽ phát ra các cái âm có tần số là F2, F3, F4. Ta gọi là hòa âm thứ hai, hòa âm thứ ba, hòa âm thứ tư, vân vân. Lấy ví dụ nếu đàn guitar nó phát ra âm cơ bản có tần số F0 thì các hòa âm thứ hai là 2F0, 3F0, 4F0
5.0, vân vân. Vì trong trường hợp này đàn guitar là hai đầu cố định, nên là tần số của các hòa âm, ta chú ý này, tần số các hòa âm nó bằng một số nguyên lần tần số âm cơ bản. Thì tổng hợp đồ thị dao động của âm cơ bản và các hòa âm tạo thành đồ thị dao động của âm, và nó gọi là đặc trưng vật lý thứ ba của âm. Vậy vừa rồi chúng ta đã đi tìm hiểu ba đặc trưng vật lý của âm, đó là đặc trưng thứ nhất là tần số âm, đặc trưng vật lý thứ hai là cường độ âm hoặc mức cường độ âm, và đặc trưng vật lý thứ ba là đồ thị dao động của âm. Thì ba đặc trưng vật lý này nó ảnh hưởng đến âm thanh mà tai ta nghe được như thế nào, thì ta sang cái phần ba lớn là các đặc trưng sinh lý của âm. Đặc trưng sinh lý của âm là thứ nhất là độ cao của âm. Thì độ cao của âm được định nghĩa như sau: độ cao âm là một đặc trưng sinh lý của âm này, gắn liền với tần số âm. Đấy. Thì âm có tần số càng lớn thì tai ta nghe được âm thanh nó càng cao hoặc càng thanh. Âm có tần số càng nhỏ thì âm thanh ta nghe được càng thấp hoặc càng trầm. Ta lấy ví dụ này, giọng nữ thì bao giờ nghe cũng cao hơn giọng nam. Có nghĩa là tần số của nữ giới phát ra, tần số âm thanh nữ giới phát ra thì thường sẽ cao hơn tần số của nam giới. Và tần số nữ giới của phát ra nó cỡ sấp xỉ bằng 1.000 Hz. Và 1.000 Hz đây là tần số âm chuẩn. Chính vì vậy mà nữ giới được hay được sử dụng làm phát thanh viên. Thì khi đó là âm thanh phát ra là sẽ dễ nghe hơn. Cái đặc trưng sinh lý thứ hai là độ to của âm. Và độ to của âm được định nghĩa như sau: độ to là một đặc trưng sinh lý của âm gắn liền với mức cường độ âm. Đấy. Âm có mức âm càng lớn thì nghe càng to, và âm có mức âm càng nhỏ thì nghe càng bé. Và tai người có thể nghe được âm thanh, có thể nhá, nghe được âm thanh từ 0 dB đến cỡ khoảng 130 dB. Thì 0 dB người ta gọi là ngưỡng nghe, còn 130 dB người ta gọi là ngưỡng đau, tức là cái mức cường âm mà gây cho tai đau đớn cho tai. Vậy miền nghe được của tai người nó cỡ từ khoảng 0 dB đến khoảng 130 dB. Cái đặc trưng vật lý, đặc trưng sinh lý thứ ba của âm là âm sắc. Và âm sắc được định nghĩa như sau: âm sắc là một đặc trưng sinh lý của âm gắn liền với đồ thị dao động của âm và giúp ta phân biệt các nguồn âm khác nhau. Ta lấy ví dụ này, là cùng một bài hát nhưng được hát bởi hai ca sĩ khác nhau. Đấy, thì cái để ta phân biệt hai ca sĩ khác nhau chính là âm sắc. Vậy vừa rồi chúng ta đã đi tìm hiểu ba đặc trưng sinh lý gắn liền với ba đặc trưng vật lý. Tóm chắc lại, đặc trưng sinh lý thứ nhất là độ cao thì gắn liền với tần số âm. Đặc trưng sinh lý thứ hai là độ to thì gắn liền với mức cường độ âm. Và đặc trưng vật sinh lý thứ ba là âm sắc thì gắn liền với đồ thị dao động của âm. Trong phần này ta cần lưu ý một số công thức sau. Ta gọi công thức thứ nhất, ta chú ý những công thức này để tí ta gắn các bài tập ta sẽ gọi luôn ra nha. Công thức thứ nhất là I bằng P chia S, trong đó P là công suất của nguồn, còn S là diện tích mà sóng nó truyền qua. Thì vì sóng nó truyền đến mặt đầu sóng hình cầu nên diện tích mặt cầu sẽ là 4πr². Đấy, và đơn vị của I là watt trên mét vuông. Công thức thứ hai là công thức về mức cường độ âm, L bằng log của I trên I0. I0 gọi là cường độ âm chuẩn, còn I là cường độ âm tại điểm ta xét. Đấy, và từ công thức này đã rút ra được I bằng I0 10 mũ L. Đó gọi là công thức số 2. Do từ công thức thứ nhất là I bằng P chia S, là P không đổi, ta sẽ rút ra được công thức số 3 là I1 trên I2 thì bằng R2 trên R1 tất cả bình. Trong đó R1, R2 là khoảng cách từ điểm ta xét tới nguồn. Công thức số 4 là ta có mức cường âm L2 trừ L1 thì bằng log của I2 trên I1 và bằng 2 lần log của R1 trên R2. Ta chú ý công thức này L1, L2 phải đổi về đơn vị mét. Công thức số 5, ta gọi RA, RB, RM lần lượt là khoảng cách từ các điểm A, B, M tới nguồn O.
để cho biết mức cửa âm tại AB là LA và LB, và cho biết cái điểm M liên hệ với điểm A theo thức sau: RM bằng A nhân RA cộng B nhân RB, trong đó AB là những hằng số đã biết. Thì khi đó người ta đã chứng minh được cái mức cường độ âm tại điểm M được tính bằng công thức sau là 1 trên căn LM bằng A trên căn bậc 2 của 10 mũ LA cộng B trên căn bậc 2 của 10 mũ LB. Đấy. Ta chú ý đây là công thức liên hệ giữa mức cường độ âm của điểm L với mức cường độ âm của điểm A và điểm B, và công thức này chúng ta sẽ làm rõ trong phần bài tập. Trước tiên thì chúng ta sẽ đi làm những bài tập ở mức độ nhận biết thông hiểu. Câu thứ nhất: một sóng âm truyền từ không khí vào nước, đáp án A, tần số và bước sóng đều thay đổi. Đáp án B, tần số thay đổi còn bước sóng không thay đổi. Đáp án C, tần số không thay đổi còn bước sóng thay đổi. Đáp án D, tần số và bước sóng đều thay đổi. Thì như ta đã biết, khi sóng âm truyền từ môi trường này sang môi trường khác thì chu kỳ tần số không thay đổi, còn tốc độ và bước sóng thay đổi. Vậy trong câu hỏi này, đáp án là đáp án C, tức là tần số không thay đổi, còn bước sóng thay đổi. Câu số 2: nốt La được phát ra từ hai nhạc cụ khác nhau thì chắc chắn khác nhau về. Như ta đã ôn tập ta biết là hai dụng cụ khác nhau cùng phát ra một nốt, ví dụ như đây là nốt La, thì chúng sẽ có đồ thị dao động âm khác nhau, có nghĩa là âm sắc khác nhau. Vậy trong câu này đáp án là đáp án A. Ta sang câu hỏi số 3: cho các chất sau, không khí ở 0 độ C, không khí ở 25 độ C, nước và sắt, sóng âm truyền nhanh nhất trong. Đáp án A là không khí ở 25 độ C, đáp án B là nước, và đáp án C là không khí ở 0 độ C, đáp án D là sắt. Như ta đã biết thì sóng âm có tốc độ lớn nhất trong chất rắn, xong đến chất lỏng và đến chất khí. Vậy trong câu này đáp án phải là D. Câu số 4: đối với âm cơ bản và hòa âm bậc 2 do một cây đàn guitar phát ra thì, đáp án A, tần số âm bậc 2 gấp đôi tần số âm cơ bản. Đáp án B, tần số âm bậc 2 tốc độ âm bậc 2 gấp đôi tốc độ âm cơ bản. Đáp án C, tốc độ cao âm bậc 2 gấp đôi độ cao âm cơ bản. Đáp án D, độ to âm bậc 2 gấp đôi độ to âm cơ bản. Như vừa rồi chúng ta đã ôn tập, ta biết là đối với đàn guitar có hai đầu cố định thì tần số hòa âm bằng một số nguyên lần tần số âm cơ bản. Vậy trong câu hỏi này đáp án là A. Câu số 5: một sóng âm có chu kỳ bằng 80 mili giây, sóng âm này đáp A là âm nghe được, đáp B là siêu âm, đáp C là truyền được trong trên không, và đáp D là hạ âm. Vậy muốn biết đáp án nào thì ta biết là ta phải đi tìm F. Vậy ta có thì F bằng 1 trên T, thay số vào bằng 12,5 Hz, nhỏ hơn 16 Hz. Vậy sóng này là hạ âm. Vậy trong câu hỏi đáp án là D. Câu hỏi số 6: chọn đáp án đúng. Hai âm có âm sắc khác nhau là do: đáp án A, chúng khác nhau về tần số. Đáp án B, chúng có độ cao và độ to khác nhau. Đáp án C, đồ thị dao động âm khác nhau. Và đáp án D là cường độ âm khác nhau. Như vừa rồi chúng ta đã ôn tập, ta biết là âm sắc thì phụ thuộc vào đồ thị dao động của âm. Vậy trong câu này đáp án phải là đáp án C. Câu số 7: một sóng hình cầu có công suất là 1W, giả sử năng lượng phát ra được bảo toàn, cường độ âm tại điểm M cách nguồn âm 250m này. Ta có các đáp án A, B, C, D như vẽ. Thế để làm bài này thì như ta đã biết là P thì bằng I nhân S, S thì bằng hình cầu nên bằng 4πr². Từ đó ta rút ra được I sẽ bằng P chia 4πr², và thay số vào là tính được bằng 1,27 nhân 10 mũ trừ 6 đơn vị là watt trên mét vuông.
Vậy thấy đáp án của câu này là đáp án C. Câu số 8. Tại một vị trí trong môi trường truyền âm, khi cường độ âm tăng gấp 10 lần giá trị cường độ âm ban đầu thì mức cường độ âm. Ta có đáp án A là giảm đi 10 ben, đáp án B là tăng thêm 10 ben, đáp án C là tăng thêm 10 decibel và đáp án D là giảm đi 10 decibel. Thế để làm cái bài này thì chúng ta áp dụng cái công thức công thức số 4. Ta có L2 trừ L1 thì bằng log của I2 trên I1. Ta thay I2 bằng 10 I1 thì bằng 1 ben. 1 ben nó đổi thành 10 decibel. Vậy đáp án câu này là đáp án C. Câu hỏi số 9. Một nguồn ô phát ra sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Hai điểm A, B cách nguồn âm lần lượt là R1 và R2. Biết mức cường độ âm tại A gấp 4 lần mức cường độ âm tại B. Tỷ số R1 chia R2 bằng. Có các đáp án A, B, C nhìn vẽ, A, B, C, D nhìn vẽ. Để làm bài này ta sẽ áp dụng công thức số 3. Ta có là gì đây? I1 trên I2 bằng R2 trên R1 tất cả bình. Từ đó ta rút ra được R1 trên R2 bằng căn bậc 2 của I2 trên I1. Và ta biết là IA nó là I1 đấy, gấp 4 lần IB. Vậy thay vào sẽ được bằng 1 phần 2. Vậy đáp đúng câu này là đáp án B. Bây giờ chúng ta sẽ sang để làm các bài tập ở mức độ là vận dụng thấp và vận dụng cao. Đấy. Ở bài thứ nhất, một nguồn ô phát ra sóng âm hình cầu. Một điểm A cách ô một đoạn D bằng 50 mét. Người ta đo được mức cường độ âm là LA bằng 60 dB. Bỏ qua sự hấp thụ âm của môi trường. Ý A yêu cầu là tính mức cường âm tại điểm B, C cách ô lần lượt là 25 mét và 100 mét. Ý B là tính công suất của nguồn ô. Biết cường độ âm chuẩn Y0 bằng 10 mũ trừ 12 mét. Đơn vị là watt trên mét vuông. Các em đọc kỹ để và suy nghĩ. Thế để làm bài này thì ta ý A, ta đi áp dụng công thức số 4 là LA là LB mức âm tại B, LB trừ LA bằng 2 lần log của DA trên DB. Thì trong công thức này ta chú ý là ta phải đổi LA về bên. Đấy, về bên. Đấy, và trong công thức này ta biết LA rồi, biết DA, DB rồi. Để thay số vào, ta sẽ tính được LB bằng 6,6 ben và đổi ra xấp xỉ bằng 66 decibel. Tương tự vậy, ta sẽ có LC, tức mức cường tại C bằng LA cộng 2 lần log của DA trên DC. Vậy tương tự trong thứ này, LA ta đã biết bằng 6 ben, DA, DC đã biết và thay số vào tính được LC bằng 5,4 ben và đổi ra bằng xấp xỉ 54 decibel. Ta sang ý B. Thế thì đầu tiên ta phải đi tính, ta có là đi tính mức âm tại điểm A thì ta sẽ có là đi tính cường độ âm tại điểm A thì ta sẽ có IA bằng I0 10 mũ LA. Thay số vào sẽ tính được bằng 10 mũ 6 watt trên mét vuông. Thì ta biết là công suất của nguồn không thay đổi nên sẽ bằng nó sẽ bằng PA, P sẽ bằng IASA. Đấy, và thay số vào nó sẽ bằng pi trên 100 đơn vị độ watt. Thì chú ý cái IB này ta có thể làm bằng là P bằng IBS SB hoặc là bằng ICSC vẫn được. Đấy, và sẽ ra cùng một kết quả. Ta sang cái câu hỏi số 2. Một nguồn ô phát sóng âm hình cầu. Một điểm A cách ô một đoạn D bằng 80 mét. Người ta đo được mức âm là LA bằng 60 dB. Hỏi phải đứng cách nguồn trong khoảng nào để nghe được âm có mức âm từ 40 dB đến 80 dB. Bỏ qua sự hấp thụ âm của môi trường. Ta đọc kỹ để suy nghĩ. Vậy ta thấy là cái bài này nó ngược lại đối với cái bài số 1. Đấy. Tức là đây họ cho các cái vị trí có mức âm là 40
decibel đến 80 decibel và đi tìm cái vị trí của chúng. Đấy. Vậy đầu tiên là ta đi ở tại cái điểm mà có mức âm là nó gọi là L1 thì bằng 80 decibel và đổi ra bằng 8 ben thì vẫn áp dụng cái công thức số 4, ta có L1 trừ LA bằng 2 log DA trên D1. Vậy trong công thức này chúng ta đã biết L1 và LA, đã biết DA. Vậy thay số vào ta sẽ tìm được D1 bằng 8 mét. Chú ý ta phải đổi hết về đơn vị là ben. Thế tại cái điểm L2 mà có mức âm là bằng 40 decibel, ta đổi thành 4 ben thì tương tự ta sẽ có L2 trừ LA bằng 2 lần log của DA trên D2. Đấy, và thay số vào ta sẽ tìm được D2 bằng 800 mét. Vậy người đó phải đứng cách nguồn ô từ 8 mét đến 800 mét thì sẽ nghe được âm có cường độ âm, có mức cường độ âm từ 40 decibel đến 80 decibel. Ta sang câu hỏi số 3. Cho 3 điểm O, A, B cùng nằm trên một đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 85 decibel. Mức cường độ âm tại B là 25 decibel. Tính mức cường âm tại điểm M trong các trường hợp sau. Ý A, M là trung điểm của AB. Ý B, M nằm giữa AB sao cho MA bằng 2 lần MB. Ta đọc kỹ đề và suy nghĩ. Thế để làm bài này thì chúng ta cũng áp dụng cái công thức. Đầu tiên ta sẽ đi tính. Đầu tiên ta đi sẽ đi chứng minh công thức số 5. Ta chú ý này. Ta có P bằng Y nhân F, trong đó Y thì bằng Y0 10 mũ L, S bằng 4 R bình. Từ đó ta rút ra được R bằng căn bằng 2 của P trên 4 Y0 nhân 10 mũ L. Thế do M là trung điểm của AB, ta sẽ có 2 RM bằng RA cộng RB. Đấy, thì thế vào ta sẽ được 2 nhân căn bằng 2 của P trên 4Y0 10 mũ LM bằng căn bằng 2 của P trên 4Y0 10 mũ LA cộng với căn bằng 2 của P trên 4Y0 10 mũ LB. Thì trong thức này ta biết là P như nhau, 4Y0 như nhau, vậy chia 2 vế, rút gọn nha, rút gọn 2 vế ta sẽ được là 2 chia căn của 10 mũ LM bằng 1 chia căn của 10 mũ là A cộng 1 chia căn của 10 mũ là B. Cái công thức này chính là công thức số 5 nhưng áp dụng cho trường hợp M là trung điểm của AB. Thế trong công thức này chúng ta đã biết mức âm tại A và tại B. Thay vào, chú ý khi thay vào ta đổi về ben thì ta sẽ tính được LM bằng 3,1 ben và đổi ra bằng 31 decibel. Thì ở ý B, từ công thức MA bằng 2 lần MB. Đấy, ta thay, ta suy ra là được 3RM bằng RA cộng 2RB. Thế tương tự như cái câu A, ta sẽ tìm được công thức như sau. Là 3 trên căn của 10 mũ LM bằng 1 trên căn 10 mũ LA cộng 2 trên căn 10 mũ LB. Thì chúng ta đã biết LA và LB và thay số vào ta sẽ tìm được LM bằng 2,852 ben và đổi ra xấp xỉ bằng 28,52 decibel. Ta sang câu số 4. Cho 3 điểm A, O, A, B cùng nằm trên đường thẳng. Biết A, B khác phía sau O. Chú ý là cái bài trước là A, B cùng phía, còn bài này là A, B khác phía sau O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 80 decibel. Mức cường âm tại M là 60 decibel. Tính mức âm tại B trong trường hợp sau. Vậy ta chú ý ở cái bài này người ta cho mức âm tại A và tại M và yêu cầu tính mức âm tại B. Ý A, điểm M là trung điểm của AB và ý B, điểm M nằm giữa AB sao cho MA bằng 3 lần MB. Ta đọc kỹ đề và suy nghĩ. Thế để làm bài này, trước tiên ta vẽ cái sơ đồ ra. Đấy, ở trong trường hợp này, vì AB khác phía sau O, ta vẽ AB ở hai bên sau O.
Thế ta quan sát đề bài ta thấy là LA bằng 80 dB trong khi LM bằng 60 dB. Có nghĩa là A còn gần O hơn cả M. Đấy. Ta gọi các cái RA, RB, RM là được khoảng cách từ ABM đến O. Thế do M là trung điểm của AB, ta sẽ có MA bằng MB và rút ra được là 2RM bằng RB trừ RA. Tương tự như công thức đã chứng minh ở bài số 3, ta tìm ra được công thức sau là 2 trên 10 căn bậc 2 của 10LM bằng 1 trên căn bậc 2 của 10LB và bằng trừ đi 1 trên căn 2 của 10LA. Vậy trong công thức này ta đã biết LM bằng 6 ben, LA bằng 8 ben và giải ra được là LB sẽ bằng 5,36 ben, tức xấp xỉ bằng 53,6 dB. Sang ý B tương tự vậy, đầu tiên ta cũng vẽ cái sơ đồ. Thì vì trong trường hợp này là MA nó bằng 3 lần MB nên khoảng cách MA nó rất là xa so với MB. Ta vẫn gọi RA, RB, RM là khoảng cách từ các điểm A, B, M tới O. Đấy, và do MA bằng 3 lần MB, ta sẽ rút ra được 4RM bằng 3RB trừ RA và vẫn áp dụng công thức đã chứng minh ở bài số 3. Ta được công thức sau: 4 trên căn của 10 mũ LM bằng 3 trên căn của 10 mũ LB trừ đi 1 trên căn của 10 mũ LA. Và tương tự vậy, trong thức này người ta đã biết LM bằng 6 ben, LA bằng 8 ben và thay số vào ta sẽ tìm được LB bằng 5,73 ben và xấp xỉ bằng 57,3 dB. Ta sang bài tập số 5, câu hỏi số 5. Tại O trong một môi trường đẳng hướng không hấp thụ âm có hai nguồn điểm giống nhau với công suất phát âm không đổi. Tại điểm A có mức âm là 20 dB. Hỏi phải đặt tại O thêm bao nhiêu nguồn âm để mức âm tại A là 26 dB. Ý B, để tại trung điểm M của đoạn OE có mức âm là 30 dB. Ta đọc kỹ đề và suy nghĩ. Thế để làm này, trước hết ta gọi công suất của một nguồn là P0. Thì lúc đầu có hai nguồn, tức là sẽ có P của hai nguồn bằng 2P0 và bằng IASA, trong đó IA bằng I0 10 mũ LA, còn SA 4B RA bình. Giả sử lúc sau có N nguồn thì ta sẽ có P của N nguồn bằng NP0 bằng I'A nhân SA. Thì tôi chú ý lúc này là vì công suất của nguồn thay đổi nên mức cơ âm là A nó đã thay đổi. Là lúc này IA phẩy nó sẽ gọi bằng I0 nhân 10 mũ LA phẩy, còn SA thì vẫn bằng 4B RA bình. Ta lấy 1 chia cho 2 thì ta sẽ được là ở phía bên trái sẽ là 2 trên N vì B0 hết. Ở phía bên phải thì 4pi RA thế là bình và I0 hết, nó chỉ còn 10 mũ LA trên 10 mũ LA phẩy. Ta thay LA bằng 2 ben, ta chú ý phải đổi về ben nhé. NA trường hợp sau bằng 2,6 ben và ta tìm ra L bằng 8 nguồn. Vậy đây đã phải là đáp số chưa? Ta chú ý nhiều em nào đây là không đọc kỹ đề là sẽ bị nhầm. Đây người ta hỏi phải đặt thêm bao nhiêu nguồn. Vậy ta phải lấy 8 nguồn trừ đi 2 nguồn lúc đầu. Vậy ta phải đặt thêm là 6 nguồn. Sang ý B thì tương tự ta gọi công suất của một nguồn là P0. Thì lúc đầu có 2 nguồn nên sẽ có P của 2 nguồn bằng 2P0 bằng IA nhân SA bằng I0 nhân 10 mũ A 4B RA bình. Giả sử lúc sau có L nguồn nhé, chú ý chỗ này là L nguồn, thì ta sẽ có P của L nguồn bằng NP0 và lúc này người ta sẽ tính theo điểm M nên sẽ bằng IM nhân SM. IM bằng I0 nhân 10 mũ LM, còn SM bằng 4B nhân
RM bình. Ta lấy 1 chia cho 2 thì ta sẽ được là ở bên vế trái là 2 chia cho N. Ở vế phải bây giờ ta chỉ triệt tiêu được 4 bi y không. Vậy trên tử sẽ là RA bình nhân với 10 mũ LA. Dưới mẫu là RM bình nhân 10 mũ LM. Thì như ta đã biết là RA thì bằng 2 lần RM. Vậy chỗ này sẽ bằng RA bình chia RM bình sẽ bằng 4. LA. Đấy, LA và LM đã biết LA thay đổi về 2 bên, LM đổi về 3 bên. Thay số và bấm vào thì sẽ tìm được L bằng 5 nguồn. Và cũng giống như ý E thì ta phải trừ đi số nguồn ban đầu, vậy số nguồn cần đặt thêm là 3 nguồn. Vậy trên đây thầy giáo đã ôn tập cho các em lý thuyết về sóng âm. Đấy. Đã hệ thống được những kiến thức cơ bản và quan trọng, và đã cho các em làm các bài tập ở mức độ cơ bản, đó là mức độ nhận biết thông hiểu, và đã làm các bài tập ở mức độ vận dụng thấp, vận dụng cao. Đấy. Thì cái phần sóng âm này là cũng là cái phần tương đối khó hiểu và phức tạp. Đấy. Thì trong một cái giới hạn thời gian có hạn thì thầy giáo đã chỉ ôn tập các em ở một mức độ nhất định. Thì còn lại các em sẽ làm thêm ở trong các cái đề bài tập. Đấy. Thì bài học này đến đây là hết. Xin chào các em và chúc các em là ôn thi thành công và đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Xin chào, hẹn gặp lại.